Bạch Thế Tôn trong đó năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, chân như của năm loại mắt cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó năm loại mắt còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Trong đó sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, chân như của sáu phép thần thông cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sáu phép thần thông còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn trong đó Pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể nắm bắt được, chân như của Pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó Pháp môn Tam Ma Địa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của Pháp môn Tam Ma Địa có thể nắm bắt được. Trong đó Pháp môn Đà La Ni chẳng thể nắm bắt được, chân như của Pháp môn Đà La Ni cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó Pháp môn Đà La Ni còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của Pháp môn Đà La Ni có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn trong đó 10 lực Phật chẳng thể nắm bắt được, chân như của 10 lực Phật cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 10 lực Phật còn chẳng thể nắm bắt được, uống là có chân như của mười lực phật có thể nắm bắt được, trong đó bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được. Chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của mười tám pháp phật bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của 18 pháp phật bất cộng có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn trong đó quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả dự lưu cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó quả dự lưu còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả dự lưu có thể nắm bắt được. Trong đó quả nhất lai bất hoàn A La Hán chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả nhất lai bất hoàn A La Hán cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó quả nhất lai bất hoàn a la hán còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán có thể nắm bắt được bạch thế tôn trong đó quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được chân như của quả vị độc giác cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó quả vị độc giác còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của quả vị độc giác có thể nắm bắt được bạch thế tôn trong đó trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được chân như của trí nhất thiết cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó trí nhất thiết còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của trí nhất thiết có thể nắm bắt được. Trong đó trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó trí đạo tướng trí nhất thiết tướng còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được.